nhớ đến bạn cung hoàng đạo mang đến nhiều ý nghĩa trong tình yêu giúp mỗi người hiểu rõ hơn về bản thân và đối phương chúng phản ánh tính cách hành vi và cách yêu thương của mỗi cung từ đó tạo sự thấu hiểu và gắn kết gặp gỡ những cung hoàng đạo nữ độc thân và tuyệt vời các cung hoàng đạo ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ bằng cách tiết lộ những đặc điểm riêng biệt của mỗi người điều này giúp chúng ta dễ dàng nhận thấy sự tương đồng hay khác biệt trong các mối quan hệ từ đó tạo nên sự hòa hợp hoặc xung đột. Mỗi cung hoàng đạo nữ độc thân đều mang trong mình những đặc điểm riêng biệt, phản ánh cá tính và lối sống của họ. Những phẩm chất độc đáo này không chỉ làm nên sự khác biệt mà còn tạo nên sức hút riêng cho từng người. Với cung Bạch Dương, ai đang âm thầm nhớ bạn mỗi đêm có thể là người bạn thân thiết, đồng nghiệp hoặc một người yêu cũ. Họ ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và nhiệt huyết của bạn, khiến trái tim họ không ngừng sao xuyến bạch dương nữ độc thân luôn toát lên sự độc lập và mạnh mẽ họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn tự tin bước đi trên con đường mình chọn dù có khó khăn đến đâu đối với cung kim ngưu người đặc biệt đang nghĩ về bạn thường là một người bạn cũ hoặc người yêu cũ họ trân trọng sự ổn định kiên nhẫn và tình cảm chân thành của bạn khiến họ không thể quên được những kỷ niệm đẹp đã qua kim ngưu nữ độc thân luôn thiên về sự ổn định và an toàn họ thích xây dựng cuộc sống bền vững và luôn tìm kiếm những điều mang lại cảm giác yên bình và đáng tin cậy những ai đang mơ về bạn hàng đêm khi bạn thuộc cung song tử có thể là bạn bè người quen hoặc người yêu thầm sự thông minh hài hước và khả năng giao tiếp tuyệt vời của bạn khiến họ luôn nhớ về những cuộc trò chuyện thú vị và khoảnh khắc vui vẻ bên bạn song tử nữ độc thân yêu thích sự tự do và phiêu lưu họ luôn háo hức khám phá những điều mới mẻ không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm thú vị và đổi mới trong cuộc sống hàng ngày. Cung cự Giải luôn nhạy cảm và dễ dàng cảm nhận được tình cảm từ người khác. Ai đang thầm thương trộm nhớ bạn? Có thể là người bạn thân thiết, luôn lặng lẽ dõi theo và mong mỏi bạn mỗi ngày. Cự Giải nữ độc thân rất tình cảm và luôn coi trọng gia đình. Họ luôn dành thời gian chăm sóc những người thân yêu, tạo dựng một tổ ấm ấm cúng và đầy yêu thương người bí ẩn nào đang nhớ cung sư tử gần đây cung sư tử luôn tỏa sáng với sự tự tin và quyến rũ người đó có thể là một người bạn của hoặc đồng nghiệp luôn bị cuốn hút bởi sự năng động của bạn phụ nữ cung sư tử thường tỏa sáng với sự tự tin và quyến rũ khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt độc thân không làm giảm đi sự kiêu hãnh của họ mà ngược lại còn giúp họ tỏa sáng hơn nữa cung sử nữ thường rất tỉ mỉ và chu đáo ai đang âm thầm quan tâm đến bạn. Đó có thể là một người luôn lặng lẽ hỗ trợ và lắng nghe bạn trong những lúc khó khăn, trân trọng từng khoảnh khắc bên bạn. Phụ nữ cung xử nữ luôn cẩn trọng và tỉ mỉ trong mọi việc, kể cả khi lựa chọn đối tác. Độc thân giúp họ có thời gian chăm sóc bản thân và hoàn thiện mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ công việc đến sức khỏe. Ai đang sao xuyến về cung thiên bình mỗi tối? Với tính cách hòa nhã và duyên dáng, bạn dễ dàng làm say đắm trái tim người khác người đó có thể là một người bạn mới luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về bạn phụ nữ cung thiên bình nổi tiếng hòa nhã và công bằng luôn tìm kiếm sự cân bằng trong mọi mối quan hệ khi độc thân họ có cơ hội dành thời gian cho bản thân thấu hiểu và yêu thương chính mình nhiều hơn cung bọ cạp thường có sức hút bí ẩn và mạnh mẽ ai đang khắc khoải vì bạn người đó có thể là một người yêu cũ vẫn không thể quên được những kỷ niệm sâu đậm và mong muốn có cơ hội quay lại bên bạn. Phụ nữ cung thiên ít mang trong mình vẻ bí ẩn và đam mê, khiến người khác luôn muốn khám phá. Độc thân giúp họ tự do khám phá bản thân, từ đó tạo nên một sức hút mạnh mẽ và cuốn hút không thể cưỡng lại. Người nào đang nhớ bạn từng đêm. Cung nhân mã thường là những người lạc quan và năng động, nhưng khi đêm xuống, họ cũng không tránh khỏi sự nhớ nhung có thể ai đó đang âm thầm dõi theo bạn mong muốn được gần gũi hơn phụ nữ cung nhân mã yêu tự do và phiêu lưu luôn sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ độc thân không phải là trở ngại mà ngược lại còn là cơ hội để họ tận hưởng cuộc sống tự do và đầy màu sắc cách nhận biết ai đó đang nhớ về bạn qua cung hoàng đạo là một nghệ thuật tinh tế mỗi cung hoàng đạo có cách biểu lộ cảm xúc khác nhau từ những hành động nhỏ nhặt đến những dấu hiệu tinh tế trong giao tiếp hàng ngày market nữ độc thân thường rất trách nhiệm và kiên định họ không chỉ xuất sắc trong công việc mà còn biết cách tự chăm sóc bản thân tự do tài chính và sự kiên nhẫn giúp họ vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống các dấu hiệu cho thấy cung hoàng đạo của bạn đang yêu rất rõ ràng họ trở nên quan tâm hơn đến bạn thường xuyên tìm cách tiếp cận và chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa cũng là minh chứng cho tình cảm của họ bảo bình nữ độc thân sáng tạo và độc lập họ luôn tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ và không ngại thử nghiệm với tinh thần tự do và tư duy mở họ dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh và luôn biết cách tự tạo niềm vui làm sao để biết ai đang nhớ đến bạn qua cung hoàng đạo quan sát cách họ tương tác từ ánh mắt đến những lời nói nếu họ thuộc cung nào hãy chú ý đến những đặc điểm riêng biệt của cung đó để dễ dàng nhận ra sự quan tâm song ngư nữ độc thân mộng mơ và nhân ái họ luôn tràn đầy tình cảm và sự thấu hiểu tâm hồn nghệ sĩ và trái tim nhạy cảm giúp họ tạo nên những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa dù là trong tình bạn hay tình yêu tại sao cung hoàng đạo lại ảnh hưởng đến tình cảm nhớ nhung mỗi cung hoàng đạo có một cách tiếp cận tình yêu và cảm xúc khác nhau những yếu tố như hành tinh chiếu mệnh nguyên tố và tính cách đặc trưng đều góp phần tạo nên sự khác biệt trong cách họ biểu lộ tình cảm là nữ độc thân mỗi cung hoàng đạo đều đối mặt với những khó khăn riêng bạch dương có thể cảm thấy cô đơn vì tính cách mạnh mẽ trong khi kim ngưu lo lắng về sự ổn định song tử dễ chán nản và cự giải luôn khát khao tình cảm gia đình khi cung hoàng đạo của bạn đang yêu sẽ có những dấu hiệu rõ ràng như sự quan tâm đặc biệt và hành động ngọt ngào họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe chia sẻ và làm bạn cảm thấy được quan tâm và yêu thương lợi ích khi là nữ độc thân của mỗi cung hoàng đạo cũng rất đa dạng bạch dương có thể tận hưởng sự tự do kim ngưu có thể tập trung vào sự nghiệp song tử khám phá nhiều điều mới lạ còn cự giải có thời gian chăm sóc bản thân để biết ai đang nhớ đến bạn qua cung hoàng đạo hãy chú ý đến những biểu hiện nhỏ nhặt như tin nhắn bất ngờ hoặc những cử chỉ tình cảm sự quan tâm và lo lắng của họ sẽ thể hiện rõ qua hành động và lời nói bạch dương nữ độc thân cần tìm cách giữ cân bằng giữa độc lập và mở lòng để đón nhận tình cảm mới hãy tận dụng năng lượng tích cực và nhiệt huyết của mình để tìm kiếm những trải nghiệm mới và thú vị cung hoàng đạo ảnh hưởng đến tình cảm nhớ nhung vì mỗi người mang trong mình những đặc điểm tính cách riêng biệt những yếu tố này khiến họ có cách thể hiện tình cảm và cảm xúc khác nhau từ đó tạo nên sự khác biệt trong tình yêu kim ngưu nữ độc thân nên tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy hãy mở lòng hơn để đón nhận những người có thể mang lại cảm giác an toàn và ổn định cho cuộc sống của bạn giải mã giấc mơ về người đặc biệt qua cung hoàng đạo giúp bạn hiểu rõ hơn về tình cảm của mình những chi tiết trong giấc mơ có thể phản ánh mong muốn và nỗi nhớ của bạn cũng như các dấu hiệu về tình yêu đích thực song tử nữ độc thân hãy dám thử thách bản thân bằng những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm mới tận dụng sự linh hoạt và thông minh của mình để kết nối với nhiều người và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống các câu chuyện tình yêu nổi bật của các cung hoàng đạo thể hiện sự khác biệt và độc đáo của mỗi cung từ những mối tình đam mê của bạch dương đến sự chân thành của kim ngưu mỗi cung đều có những câu chuyện tình yêu riêng biệt và đáng nhớ cự giải nữ độc thân nên dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình hãy mở lòng với những người thật sự hiểu và trân trọng giá trị tình cảm của bạn đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân tình yêu và sự nhớ nhung qua góc nhìn chiêm tinh học là một hành trình đầy màu sắc và cảm xúc mỗi cung hoàng đạo mang đến những trải nghiệm riêng biệt từ sự mãnh liệt của bạch dương đến sự dịu dàng của cự giải sư tử nữ độc thân hãy tự tin thể hiện bản thân và thu hút những mối quan hệ tích cực sự quyến rũ và lạc quan sẽ giúp bạn kết nối với những người có cùng sở thích và chí hướng tạo nên những mối quan hệ ý nghĩa Lời khuyên cho các cung hoàng đạo trong tình yêu và sự nhớ nhung là hãy thấu hiểu bản thân và người kia. Sự kiên nhẫn và chân thành sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách và tạo nên mối quan hệ bền chặt, đáng nhớ. Sự nữ nữ độc thân nên học cách thả lỏng và tận hưởng cuộc sống. Đừng quá khắc khe với bản thân, hãy cho phép mình sai sót và trải nghiệm. Điều này giúp bạn mở rộng tầm nhìn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Thiên bình nữ độc thân nên tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và những người bạn yêu thương. Tạo dựng mối quan hệ mới cũng là cách giúp bạn cảm thấy trọn vẹn và vui vẻ hơn. Cảm nhận của 12 cung hoàng đạo sau khi chia tay. Bạch Dương luôn nổi bật với sự mạnh mẽ và quyết đoán. Họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn sẵn sàng bước lên phía trước. Tinh thần chiến đấu và năng lượng nhiệt huyết giúp Bạch Dương vượt qua mọi khó khăn. Kim ngưu được biết đến với tính kiên định và lòng chung thủy họ luôn trung thành với những người họ yêu thương và không bao giờ từ bỏ mục tiêu tính ổn định và sự bền bỉ giúp kim ngưu vững vàng trong cuộc sống song tử sở hữu sự thông minh và sáng tạo đáng ngưỡng mộ họ luôn tìm cách khám phá những ý tưởng mới và không ngừng học hỏi khả năng tư duy nhanh nhạy và sáng tạo giúp song tử luôn nổi bật tự giải mang trong mình sự ấm áp và lòng yêu thương họ luôn biết cách chăm sóc và bảo vệ người thân yêu tình cảm chân thành và sự nhạy cảm giúp cự giải trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình và bạn bè sư tử tự tin và luôn tỏa sáng với sức hấp dẫn tự nhiên họ không ngại thể hiện bản thân và luôn tự hào về những thành tựu của mình tính lạc quan và sự hào phóng giúp sư tử thu hút mọi ánh nhìn tính cẩn thận và sự hoàn hảo của sử nữ luôn khiến mọi người xung quanh tin tưởng bạn luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ không bao giờ bỏ qua bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất đảm bảo mọi thứ hoàn hảo sự duyên dáng và khả năng ngoại giao của thiên bình giúp bạn dễ dàng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp bạn luôn biết cách cân bằng mọi thứ làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cạnh sự bí ẩn và đam mê của bọ cạp khiến bạn trở nên cuốn hút và khó đoán bạn luôn giữ trong mình những điều kỳ bí Khiến người khác phải tò mò và muốn khám phá, đồng thời đam mê mãnh liệt với mọi thứ bạn làm. Tinh thần tự do và lạc quan của nhân mã luôn mang lại niềm vui và nguồn cảm hứng cho mọi người. Bạn yêu thích khám phá, luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, không ngại thử thách bản thân với những điều mới mẻ. Sự nghiêm túc và tham vọng của ma kết là động lực lớn lao trong cuộc sống của bạn. Bạn luôn đặt mục tiêu cao và không ngừng nỗ lực để đạt được khiến mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng vào khả năng của bạn bảo bình luôn biết cách tạo ra sự khác biệt với những ý tưởng độc đáo và sự sáng tạo không ngừng họ không ngại bứt phá khỏi những khuôn khổ cũ mang đến những cách nhìn mới mẻ và đầy hứng khởi song ngư nổi bật với sự nhạy cảm và lòng bao dung luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mọi người xung quanh họ yêu thích nghệ thuật và thường thể hiện cảm xúc qua những tác phẩm đầy cảm xúc và sâu lắng bạch dương với khả năng lãnh đạo xuất sắc và tinh thần phiêu lưu không bao giờ ngừng nghỉ họ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách đưa ra quyết định nhanh chóng và dẫn dắt người khác bằng sự nhiệt huyết và quyết tâm kim ngưu là biểu tượng của sự kiên nhẫn và ổn định mang lại cảm giác an toàn cho mọi người xung quanh họ kiên định trong mọi quyết định và luôn cố gắng xây dựng một cuộc sống vững chắc đáng tin cậy song tử nổi bật với tính hài hước và khả năng giao tiếp tuyệt vời luôn mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Họ dễ dàng kết nối với người khác và luôn biết cách làm cho cuộc sống thêm phần sôi động. Sự chăm sóc và lòng trung thành của bạn làm cho bạn trở thành người bạn đồng hành lý tưởng. Bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ những người thân yêu, mang lại cảm giác an toàn và yên bình cho họ. Tinh thần lạc quan và sự hào phóng của bạn lan tỏa khắp mọi nơi. Bạn luôn tìm cách mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh khiến họ cảm thấy được trân trọng và yêu thương. Sự tỉ mỉ và khả năng tổ chức của bạn khiến mọi công việc trở nên dễ dàng hơn. Bạn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo và không để lại bất kỳ sai sót nào. Sự hòa nhã và khả năng thấu hiểu của bạn giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt. Bạn luôn biết cách lắng nghe và chia sẻ, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và được tôn trọng khi ở bên bạn. Tính quyết đoán và sự trung thành của bạn khiến bạn trở thành người đáng tin cậy. Bạn luôn kiên định trong các quyết định của mình và không bao giờ bỏ rơi những người bạn yêu thương, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhân mã với tinh thần phiêu lưu luôn khao khát khám phá những chân trời mới. Bạn không ngại thử thách và luôn mở lòng đón nhận những trải nghiệm mới mẻ. Tinh thần tự do và lạc quan giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Ma kết nổi bật với khả năng chịu trách nhiệm và sự kiên trì bền bỉ bạn luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và không ngừng nỗ lực để đạt được chúng sự nghiêm túc và tham vọng giúp bạn tiến xa trong cuộc sống